Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mạch TV. Thì chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Thì hôm nay mình ẵm bé Thái Bình ra đường chơi à. Sẵn thì kiểm tra mấy cái cây hổm rày là coi nó khỏe không. Làm gì? Làm gì âm sòm đây? Cây của mình trồng nó có bông màu tím rồi cả nhà, đây bông màu trắng. Nó bé Thái Bình hôm nay được đi chơi, lần đầu tiên được đi chơi. Đó, còn Hồng Ngọc đòi đi ra nè, dễ gì được, đi thôi để tôi đi chơi thôi. Có ai đó cái sông nè. Rần 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 cái sông này mình hay bắt cá rồi cả nhà. Đây công sức của mình làm cả tháng nay nè, ngày ngày làm những chục cây chục cây. Đây là con sông nước cạn rồi, nước lớn cũng cao lắm, lên lên cả thước nữa. Ẵm cho bé Bi đi chơi. Đây là chuối của nhà bác Hai. Đây là cây sâm. Đây là cây sâm 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 để giò sương sâm uống á cả nhà. Nhà bác Hai trồng rất nhiều. Ai muốn uống thì đặt mình lại bác Hai mình mua về mình giò cho uống. Nhất là bé 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 Thái Bình nè. Bé Bình muốn đó thì mình coi thì được mớ la rau nè, để lát mình lấy cái bỏ bé Bi với bỏ cái mái nhà mình đem qua mình hái. Đây là lá cách cả nhà, luộc ăn rất là thơm. Đây là lá cách nè. Đó. Đọt cây sung nè, cây sung này ăn sống cũng được, quấn bánh xèo ăn là ngon luôn, nhưng mà có cá kho ăn được rồi. Thì ở đây nhà kế bên là nhà của chị Dung, đây có lá xài non nè. Đó. Kiểm tra có cây gì không lát hái. Đây đây có mấy dãy ổ hoa nè cả nhà, nó mới trồng nè, nó ba dãy ổ hoa mới trồng, mốt nó sẽ leo lên cây xài này. Đó, cây xài này ăn cá kho cũng được nữa. Đây có cây khế nè, khế trái nhiều lắm, khế ngọt. Bên đây có cây khế chua. Đó, hôm nay bé Bi được cha ẵm đi chơi, mỏi tay rồi nha bé Bi. Thôi mỏi tay thôi, bỏ xuống luôn đi. Mỏi tay quá rồi bé Bi. Ra đường ngồi chơi cho thanh thoải mái ha bé Bi ha. Nhà mấy anh rần rần ai mà chịu nổi. Đổi đổi tên mà nói lộn hoài, bé bé Thái Bình. Đó. Đi chơi con.
Hiền khô, Thái Bình hiền khô à. Thôi về Bình ơi. Đó là cây khế chua. Đó. Trái dữ dằn lắm, rớt tùm lum lá đất nè. Cái này mình hay hay nấu canh chua. Nấu canh chua với làm mứt khế rồi cả nhà. Đó đây rồi đây đựng rổ nữa, cái này lá cách nè để luộc ngon lắm. Thơm phức luôn. Thôi bây giờ mình vô nhà thôi. Thôi các bạn ơi, mình vô nhà thôi. Đó, nhà mình đây. Đây là trồng rau cho mọi người ăn luôn. Nguyên hàng này là rau không á. Có quế nè. Quế. Nha đam. Ủa qua. Ai muốn ăn thì tự hái. Đang trồng hà luôn nè, để từ từ lên. Đây cỏ. Dưới sông này cá dữ dằn lắm á cả nhà. Bên chú Út bên sông có cái cây bưởi trái hàng hà luôn à. Mình nhờ chú Út chiết cho mình hai hai nhánh rồi. Vô nè Bích Hờ dẫn như Hồng Ngọc mình đang. Hồng Ngọc rần 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 đòi ra chơi. Em đi chơi về nè, em kể chuyện cho mấy anh chị nghe chơi vui lắm. Trời cha cha chở ẩm thấy Bình đi chơi vui lắm. Thấy Bình bữa nay đi được đi chơi đã luôn. Thấy dữ không? Các bạn thấy dữ dằn không? Không phải hiền đâu. Vô. Cái khăn của người ta rồi luôn. Tan nát nữa rồi. Chỉ có kim cương là tối ngày ghẹo thằng sói thôi à. Đó. Sói nó không phải chơi, bởi vì kim cương nó hay ghẹo. Đó thì mình quay hết cái video này mình đi cho tụi nó ăn kiều cả nhà. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like. Thôi xin chào. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thôi con Thái Bình xin chào cả nhà nha.